Chào mọi người, rất vui khi gặp lại mọi người ở trong chuỗi video sinh viên EdX làm bài tập Excel như thế nào. Và ở đây, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Thị Mai Hương, hiện đang là sinh viên khóa 3 của trường đại học EdX. Mã số sinh viên của mình là CUV021HP040. Và ở trên màn hình của chúng ta, đó chính là một cái bảng. Đó chính là bảng quản lý hàng hóa xuất nhập tồn của mình. Và ở đây nó sẽ là có lần lượt là ship data này, danh sách này, thẻ kho, báo cáo, nhập xuất tồn 2 và nhập xuất tồn 1. Ok, vậy thì chúng ta muốn làm sao để tìm hiểu được cái bảng quản lý hàng hóa này nó hoạt động như thế nào thì hãy cùng mình đi tìm hiểu từng ship một nhá. Đầu tiên đó chính là về ship danh sách đi. Ship danh sách này là thể hiện là ở trong cửa hàng. Nếu mình nói là cửa hàng đi, cửa hàng của mình nó có bao nhiêu sản phẩm thì ở đây mình có tất cả là 100 sản phẩm. Và cái ship này mình sẽ gồm có này, số thứ tự này, mã hàng, tên hàng, số hiệu, đơn giá, tồn kho, nhóm, mã hàng, đơn vị tính và số hiệu. Ngoài ra còn sẽ có mã khách hàng, tên khách hàng, mã nhà cung cấp và tên nhà cung cấp. Ok, vậy thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem về ship data là sẽ có những gì. Ship data này chúng ta dùng để có thể nhập thêm những dữ liệu mua hay là dữ liệu bán. Thì ở đây sẽ có này, số thứ tự, mã hàng, ngày, số hiệu, nội dung này, nhóm này, tên hàng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, đối tượng, nhập xuất và ngày. Đầu tiên nói về đó chính là về số thứ tự. Thì số thứ tự này mình đã sử dụng đó chính là array formula. Thì đây chính là một hàm giúp cho chúng ta, thứ nhất là sẽ giúp chúng ta giảm nhẹ đi cái dung lượng, tại vì cái hàm cũng như là cái công thức của nó sẽ nhẹ, cũng như là nó không sẽ nhẹ hơn là việc mà chúng ta sử dụng các công thức khác. Thì thường là nếu mà để vào xuất vào một cái bảng tính này thì chúng ta sẽ đi qua, đó là một cái biểu mẫu đúng không nào, và khi mà chúng ta lập nhập cái biểu mẫu đó vào và xuất ra bảng Excel thì nó sẽ thì cái số thứ tự này nó sẽ không nhảy theo. Và còn nếu khi mà nó không nhảy theo như vậy thì sẽ khiến cho chúng ta rất là mất công phải kéo lên kéo xuống. Khi mà chúng ta sử dụng cái công thức này thì sẽ giúp chúng ta có thể tự động nhảy dữ liệu. Tại vì công thức này đa phần nó thể hiện đó chính là nếu mà cái mã hàng này là nó khác rỗng thì nó sẽ sử dụng công thức là row, và công thức này là công thức đếm luôn. Cái công thức này thì nó sẽ tham chiếu cái ô, có nghĩa là từ cái ô này nó sẽ là bao nhiêu. Thì ở đây là tham chiếu sang là ô thứ hai đúng không nào? Thì mình phải trừ đi 1 đi, tại vì số thứ tự của mình là sẽ bắt đầu từ ô thứ hai mà. Ok, tiếp theo đó là về phần ngày. Phần ngày này này, số hiệu này, hay là mã hàng. Thì mình thường là sử dụng công thức với lookup hoặc là mình sử dụng hàm if. Và các bạn có thể để ý là công thức nào mình cũng có thể mình cũng dùng đó chính là if arrow đúng không nào. Thì đây hàm if arrow này sẽ giúp cho chúng ta, đó là khi mà chúng ta gặp những khi mà cái công thức của chúng ta trả về kết quả là rỗng hay là kết quả lỗi gì đó thì nó sẽ không hiện lên là NA hay là false, nhưng mà nó sẽ hiện lên theo thứ mà chúng ta muốn, có thể là khoảng trắng này, số 1, số 2 hay là bất kỳ số gì. Để thể hiện cho điều đó thì mình sẽ thử dưới này nhé. Ví dụ ở phần mình sẽ thử trên đây đi, đó chính là đối với điện thoại đi. Thì ở đây là nó có if borrow đúng không nào, mình xóa vào if borrow đi, mình xóa vào cái hàm này đi. Khi mà mình kéo cái kết quả nó xuống, nó sẽ xuất hiện thêm NA đúng không nào? Các bạn sẽ nhìn như vậy sẽ rất là xấu. Nhưng mà khi mà chúng ta thêm if arrow vào thì sẽ mất đi cái NA này, mà nó thay bằng đó chính là khoảng trắng. Thì nhìn có phải rất là đẹp không nào? Và tiếp theo, hãy cùng mình đó chính là nhập một số dữ liệu đi. Thì ở đây mình sẽ nhập thêm đó chính là về phần bây giờ mình sẽ nhập thêm một cái máy. Một cái máy. Và mình sẽ nhập thêm một cái máy lọc không khí. Thì ngày 16 tháng 1 năm 2022. Các bạn chú ý là những cái cột màu trắng này là những cột mà chúng ta không điền.
Ở đây mình sẽ nhập thêm đó là năm ngày. Ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn 2BC. Mình sẽ là xuất đi. Checker. Ok, thì ở đây các bạn có thể thấy là công thức đã bắt đầu nhảy. Ví dụ như là mình đã nhập thêm tất cả là mình đã nhập thêm 5 cái máy tính bảng của công ty trách nhiệm hữu hạn MTVAP. Tiếp theo về sheet báo cáo, thì sheet báo cáo này thì mình đã quy ra đó chính là những mặt hàng nào có số lượng bán chạy nhất này, những mặt hàng nào tồn kho có số lượng nhiều nhất, những mặt hàng nào có giá trị nhiều nhất, các nhà cung cấp nào mua hàng có giá trị nhiều nhất, hay là nhà cung cấp nào bán hàng có giá trị lớn nhất. Thì ở đây mình đã sử dụng đó chính là kết hợp giữa hàm index với cả hàm max, đúng không? Thì nó sẽ tìm cho chúng ta đó chính là cái giải ô, nó tìm ở trong cả cái giải ô để tìm kết quả. Và ở đây chúng ta, cái thường cái hàm này chúng ta cũng có thể thay thế luôn hàm VLOOKUP vì nó sử dụng khá tiện. Tiếp theo về phần nhập suất tồn 2, thì nhập suất tồn 2 này của mình đó chính là, nó thể hiện đó chính là những công ty tổng giá trị mua, tổng giá trị bán của công ty. Và ở đây các bạn có thể thấy là tổng giá trị mua, tổng giá trị bán của các công ty cổ phần ABC hay là tổng giá trị bán của cho công ty trách nhiệm hữu hạn FFS, thì ở đây chúng mình đã sử dụng đó chính là hàm SUMIFS. Về phần nhập suất tồn 1, thì phần nhập suất tồn 1 này nó thể hiện đó chính là số thứ tự này, mã số, tên, đơn vị tính, tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ, tồn cuối kỳ và giá trị hàng tồn cuối kỳ. Ở đây tiếp theo các bạn có thể thấy đó chính là cái quan trọng nhất trong buổi hôm nay, đó chính là về thẻ kho. Và cái thẻ kho này sẽ bao gồm đó chính là có số thứ tự này, chứng từ, trong chứng từ sẽ có số hiệu và ngày tháng nhập xuất, diễn giải, số lượng. Trong số lượng thì sẽ có đó chính là về tồn đầu kỳ, số lượng tồn đầu kỳ là bao nhiêu, nhập trong kỳ là bao nhiêu, xuất trong kỳ, tồn cuối kỳ là bao nhiêu. Về tiếp theo là đơn giá, thì nó sẽ có đơn giá mua, đơn giá bán, và phần giá trị thì sẽ có là giá đầu kỳ, tổng tiền mua, tổng tiền bán, và thêm nữa là ký xác nhận của kế toán. Thì ở đây trên màn hình của chúng ta, ở phía trên mình đã có đó chính là về phần tên hàng, đơn vị tính và mã sản phẩm. Và ở phần tên hàng thì ở phần mã sản phẩm thì mình đã sử dụng đó chính là data validation để có thể chọn sản phẩm đây một cách tùy ý. Và ngoài ra ở phần tên hàng và đơn vị tính mình đã sử dụng VLOOKUP. Phần số thứ tự này thì mình đã sử dụng hàm subtotal. Khi mà chúng ta chọn số liệu hay là số hiệu hay là khi mà chúng ta lọc ấy, thì phần số thứ tự này nó cũng sẽ nhảy theo sẽ là 1, 2, 3, 4, chứ không có như là 1, 50 hay là 60 gì đó. Phần số hiệu này mình sử dụng đó chính là hàm if. Nếu mà cái mã hàng của cái ship thẻ kho này bằng với mã hàng của ship data thì nó sẽ trả về kết quả là số hiệu, còn nếu không thì nó sẽ trả về kết quả là không. Đây mình sẽ hiển thị luôn đây nhé,
tại vì ở đây mình đang lọc. Bây giờ mình lấy đó chính là phần điện đi. Nó đang bị đơ. Rồi đấy, thì các bạn có thể thấy ở đây đó chính là nếu mà nó không giống, nếu mà cái mã hàng này nó không giống với mã hàng ở bên Shibata thì nó sẽ trả về kết quả không đây. Và sau khi chúng ta lọc bỏ những cái không đi. Ở đây các bạn có thể thấy nó hiện ra những số hiệu này. Nó đang khi mà mình đang lọc không đi thì nó sẽ hiện ra toàn bộ. Ngoài ra ở phần ngày tháng nhập xuất cũng vậy. Ngày tháng nhập xuất đó là mình sử dụng hàm index và hàm max. Thì ở bên kia mình đã nói rồi. Khi mà chúng ta sử dụng cái này thì nó sẽ tiện lợi hơn hàm VLOOKUP. Phần diễn giải này là phần nội dung thì mình cũng đã sử dụng được chính là hàm VLOOKUP để có thể lấy được cái diễn giải cái nội dung ở bên Shift Data. Về phần tôn đầu kỳ thì mình cũng sử dụng hàm VLOOKUP để có thể lấy được cái số lượng ở bên Shift nhập xuất tồn 1. Nhập trong kỳ mình cũng sử dụng tương tự như vậy, xuất trong kỳ cũng vậy, tôn cuối kỳ cũng tương tự. Phần tôn cuối kỳ này đó chính là mình đã sử dụng công thức đó là nếu mà cái nhập trong kỳ này bằng 0 và cái xuất trong kỳ này bằng 0 thì nó sẽ trả về kết quả là tồn đầu kỳ. Tại vì không nhập không xuất thì nó vẫn sẽ là tồn đúng không nào? Và nếu không thì nếu mà cái nhập trong kỳ này là 0 thì sẽ lấy kết quả đó là lấy đi tồn đầu kỳ trừ đi xuất trong kỳ. Và ngược lại nếu mà nó không phải là 0 mà nó là một số nào đó thì sẽ lấy tồn đầu kỳ cộng với cả nhập trong kỳ thì sẽ ra tồn cuối kỳ. Còn về đơn giá thì ở đơn giá này mình đã có hai đơn giá thứ nhất là đơn giá mua, đơn giá thứ hai là đơn giá bán. Đơn giá mua này là cái đơn giá mà mình đã có sẵn ở trong ship danh sách đấy thì mình sử dụng VLOOKUP. Còn đơn giá bán này thì mình đã sử dụng một cái nữa, cái phần đơn giá mua này thì mình đó chính là mình đã sử dụng thêm một đó chính là cách tính bình quân tao quyền. Và khi mà chúng ta tính như thế này thì sẽ giúp cho cái đơn giá bán của chúng ta có thể chính xác hơn. Ở đây các bạn có thể thấy là mình đã lấy tổng của ở đây các bạn có thể thấy là mình đã lấy tổng đầu kỳ cộng với cả tổng nhập trong kỳ chia cho thành tiền của cho tôn đầu kỳ cộng với cả thành tiền của nhập trong kỳ. Và khi mà mình đã có đơn giá bán này thì mình sẽ có, đó chính là về những giá trị. Giá trị này là giá trị về tiền. Thì ở phần ở đầu kỳ thì mình đã lấy đó chính là số lượng mà tồn đầu kỳ nhân với cả cái đơn giá mua. Và tổng tiền mua thì mình cũng đã lấy đó chính là số lượng nhập trong kỳ nhân với cả đơn giá mua. Và tổng tiền bán thì mình lấy số lượng của tùa của xuất trong kỳ nhân với cả đơn giá bán. Và cuối cùng đó chính là ký xác nhận của kế toán. Kế toán sẽ kiểm tra cái ship này của mình và xem nó chính xác hay không, hay nó có vấn đề gì không, sau đó họ sẽ ký nhận. Ví dụ tiếp nhá, đó là nếu mà mình chọn về phần tai đi, về mã hàng tai bạch. Bạn đừng chút tại vì nó đang khá là chậm. Đấy, thì ở đây các bạn lọc này, phần số hiệu này,
cho bạn lọc bỏ cái không này đi. Ok. Thì nó sẽ ra số hiệu. Đây, nó sẽ ra kết quả như thế này. Hay là tay 70 đi. Được. Đấy. Thì nó sẽ ra kết quả. Và đây là toàn bộ bảng quản lý hàng hóa xuất nhập tồn của mình. Nếu mà các bạn có vấn đề gì thắc mắc hay là có mùa rồi, hay là có điều gì cần trao đổi thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới, chúng ta cùng nhau trao đổi và có thể giúp nhau có thêm nhiều kiến thức hơn. Và nếu mà mình sai sót ở phần nào thì các bạn mong các bạn cũng có thể góp ý cho mình để mình có thể sửa đổi và có thể hoàn thiện hơn cái sheet data này của mình.